Hắn là Cổ Phi Dương, một luyện sư đỉnh của Chóp 15 năm về trước, lại bất ngờ trùng sinh vào một tên phế vật, khiến cho con đường luyện thuật ngày càng khó khăn. Hắn đang không ngừng tu luyện để trở thành bá chủ trong giới giang hồ. Ở phần trước, Vân Tiêu cùng hai vị đại sư đến phòng luyện chế. Vân Tiêu không quên lão Cổ Vinh nên gọi hắn ta theo. Lão cảm động sướt mướt, nước mắt nước mũi lõa chõa trong phát gớm. Vân thiếu, ta đã rút ra được bài học lần trước. Ta đã chửi cho lũ đồ đệ ngu dốt một trận để chúng chuyên tâm khổ tu, không đi làm chuyện xấu nữa. Vân Tiêu đứng nhìn trận pháp, ca này có vẻ khó rồi đây. Nằm ngoài dự kiến của ta, lần này luyện thuật sẽ không đơn giản đâu. Hứa hội trưởng giới thiệu, đây đều là do Dương Địch đại nhân khi còn ở đây đã thiết kế ra. Vân Tiêu mắt sáng lên như nghĩ ra gì đó. Cổ Vinh, bảo ngươi giúp ta chuẩn bị tài liệu, ngươi đã là xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, nhưng mà mấy thứ đó không phải nguyên liệu của luyện đan mà. Không sai, ta vừa mới thu nhận một tên đồ đệ. Có thể khi luyện khí cũng thuận tiện luyện luôn cả đan. Ba người nghe xong đứng hình mất 5 giây, tên tiểu tử thối này đang tính làm gì không biết. Vân Tiêu nói lớn, còn đứng đấy làm gì nữa, nhanh lấy ra đây không thì bảo. Cổ Vinh lúng túng đáp, Vân thiếu luyện chế loại đan dược như vậy cứ giao cho ta là được. Ngài cứ yên tâm luyện khí đi. Vân Ca nhìn Cổ Giao bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, thì ra là ngươi không còn hứng thú xem ta luyện chế sao. Lão sợ đến mất mật vội vàng đưa nguyên liệu ra. Hứa đại sư thấy không ổn nên khuyên ngăn, Vân thiếu đại sư, đừng nói là cùng một trận pháp có thể tiến hành luyện chế hai loại khác nhau. Cho dù là hai loại trận pháp chia ra để luyện chế cũng chưa bao giờ nghe tới. Vân Tiêu quả quyết, bây giờ ông không những được nghe thấy mà còn được nhìn tận mắt luôn đấy ông già. Hai lão đại sư trấn an nhau, kể hắn đi tí nữa thất bại lại thay đổi thái độ thôi. Không nên chấp với mấy đứa làm càn kiêu ngạo này. Vân Ca bắt đầu khởi động lò luyện chế, bỏ hết hai nguyên liệu vào cùng một lò luôn. Cổ Giao kiểu quát đờ heo, một lò luyện hai loại đan dược. Nguyên liệu bỏ vào trong luyện một lần ư? Hơn nữa đồng thời luyện huyền binh. Trương đại sư cũng quát đờ phắc, chu choa má ơi, tên nhóc này thực sự hiểu luyện thuật ư? Bản thân bị cái gì vậy nè, sao lại làm loạn theo hắn luôn vậy, còn gọi hắn là Vân Tiêu đại sư nữa. Có phải mình già quá nên não cũng tàn con mẹ nó rồi không? Lại tin tưởng lời của thằng nhóc này nói. Hứa đại sư tình trạng cũng không kém. Ôi, gần 100 nồi bánh trưng rồi mà mình còn làm loạn với tên nhóc này. Thật là xấu hổ quá đi, lúc đòi hỏi hắn châm cứu thích huyệt là được rồi, còn đứng ngây người ra để nhìn hắn luyện khí nữa chứ. Trời ơi, mình lại còn cho hắn huy chương luyện thuật cấp 2 nữa. Cái đầu của mình có phải bị cửa kẹp cho hư luôn rồi không? Hai ông kiểu xí hổ quá mà, trời đất thánh thần thiên đụng ơi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi còn để đi đâu được chứ? Vân Tiêu vẫn tập trung luyện khí, nhìn như một thiếu niên thần dũng đẹp trai đang nấu đồ ăn vậy. Với chiêu thức vô cùng đẹp mắt, tinh hoa trời đất tỏa ra ngào ngạt. Hội trưởng há hốc mồm, đây là trận nhãn luyện khí. Hai người nói không ngừng nghỉ sao có thể chứ? Vân Tiêu tức mình quát một đám phế vật câm mồm mà nhìn đi. Vân Ca vừa luyện chế hiệu ứng màu mè đủ cả, vừa phải giải thích cho đám người ở dưới suốt ngày thắc mắc. Ba người nghe xong thì trợn tròn con mắt, hắn là thần à, lại có thể như vậy ư? U là trời, với hắn chỉ là luyện chế đơn giản thôi sao? Hãy giết chết ta đi cho rồi. Đây mình nhìn thấy rồi, mình nhìn thấy rồi, con đường luyện thuật gian nan đã mở ra, tia sáng chói lóa đang hướng về phía chúng ta. Vân Tiêu hai tay mỗi tay một cách luyện chế khác nhau, còn miệng thì phải giải thích không ngừng, đúng là đỉnh cao mà. Khi luyện chế, mỗi phần trạng thái khí lực đều phải dùng. Vì thế trên khởi động trận pháp là bước vô cùng quan trọng. Dương Địch có thể bố trí ra đại trận này, chứng minh thành tựu của hắn trên trận pháp đã vượt xa quá chúng ta. Cổ Giao thắc mắc, không phải người nói mỗi phần trạng thái vô cùng quan trọng sao? Thế thì sao có thể một bên chuyên tâm luyện chế, một bên nói chuyện với chúng ta chứ? Ngươi tưởng ta muốn nói chuyện sao? Đây không phải là sợ mấy người ngu xuẩn các người nhìn không hiểu gì ư? Thế thì ta không nói nữa, các ngươi tự mà nhìn đi. Cổ Giao thán phục sát đất, Vân thiếu ngài là thần tiên trên trời sao? Ta sai rồi, ta không dám nói nữa đâu. Lão quỳ gục xuống chắp tay đúng chất một tên nô bậc ngộ nghĩnh. Lý Vân Tiêu nắm bắt tinh tế đối với tiết tấu và động tác, đã chinh phục ánh mắt của ba người hoàn toàn. Mỗi động tác đều là nghệ thuật, chấn động lòng người. Người luyện chế giống như một người nghệ sĩ vô cùng điêu luyện. Vân Ca luyện chế bên dưới là lửa đang thiêu nóng, bên trên lại có màu xanh mát, hai thứ hòa hợp đến bất ngờ. Sau một hồi hao tâm tổn sức thì Vân Ca đã luyện chế được một đan dược màu tím. Cả phòng luyện giờ đây là cả một màn sương khói bao quanh. Vân Ca dùng hồn lực để luyện chế khiến mọi người nhìn theo mà lắc cả mắt. Những chiêu thức quá nhanh quá nguy hiểm chấn động cả trời đất, tạo ra một thanh kiếm vô cùng lợi hại khiến mấy người xung quanh được mở rộng tầm mắt. Vân Ca sau khi luyện chế đã hao tổn không ít hồn lực. Anh lấy tay lau mồ hôi trên khuôn chuẩn soái ca của mình. Lão Cổ Vinh chạy đến đưa cho anh một cái lọ, Vân Ca đưa lên mũi ngửi ngửi. Ném luôn lọ đó đi không thương tiếc. Thanh tâm dưỡng hồn đan có độ thuần thấp như vậy, cho súc vật ăn còn tạm được. Cái này ngươi cho ta ăn sao hả? Cổ Vinh khóc lóc như vừa mới tỏ tình bị thất bại vậy. Hai vị đại sư cũng thay nhau đưa của quý cho Vân Ca thử. Đều bị anh từ chối phũ phàng, thứ này cũng đưa cho ta dùng được à? Mấy cái kia đều là rác rưởi, chi bằng bản thân ta ngồi thiền mấy phút còn hồi phục nhanh hơn. Ba người bắt đầu ngồi thiền tu luyện, lần luyện chế này của Lý Vân Tiêu đã ảnh hưởng tới mấy người họ.
ba người bọn họ bây giờ vẫn đang như ở trong giấc mơ vậy. Họ còn không dám tin tưởng những gì họ tận mắt nhìn thấy. Vân Ca thở phào một cái, cuối cùng đã hồi phục được 1/3 rồi. Luyện chế như vậy tiêu hao tinh khí quá nhiều, chấm ba người lại được một phen choáng váng. Cổ Vinh lại bắt đầu thắc mắc, ta cũng là hồn lực nhất giai, sau mỗi lần luyện chế, muốn hoàn toàn hồi phục ít nhất cũng phải 7 ngày. Vân Ca bực mình, cái lão này suốt ngày thắc với mắc. Ngươi là ai chứ, sao có thể so sánh với anh? Vừa đẹp trai lại còn tài giỏi chứ. Vân Tiêu cầm thanh kiếm đắc ý, cũng không tệ giống như ta dự đoán. Trương đại sư, Hứa đại sư, các ngươi xem thế nào? Hai ông thấy thanh kiếm cẩn thận ngắm nghía, rồi dùng thần thức cảm nhận, thật là quá hoàn mỹ. Giống như là do thiên địa sinh thành, sức mạnh cực lớn đang lưu truyền ở bên trong. Từ trước đến nay đây mới là lần đầu ta nhìn thấy huyền binh như vậy. Cả thanh kiếm này đều là nguyên thái tinh khiết, có lẽ đang ở trạng thái giải phong đúng không? Xin Vân Tiêu đại sư chỉ giáo. Vân Ca giải thích tường tận như thầy giáo giảng bài. Trong quá trình ta luyện chế, đã đem trạng thái của năng lượng ngưng hóa lại. Vì thế trong chiến đấu không thế nào giải phong lần nữa. Nhưng sau đó các ngươi nhìn thấy ta lại bỏ dương tử thạch vào trong không. Vân Tiêu thấy hai lão đơ như khúc gỗ nên đành phải hành động vậy. Trực tiếp vung thanh kiếm ra gấp 10 lần trọng lực, chồng lên chính là gấp 100 lần trọng lực. Đáng tiếc miếng tử dương thạch này lại ít một chút, nếu không thì ta đã ngưng luyện ra ba cái trận pháp ở trên rồi. Chồng lên có thể sản sinh A cấp 1000 lần trọng lực. Hai lão thở dài, nhưng mà nếu như vậy, thanh huyền binh này cũng không thể chấp nhận được cường lực như vậy. E là trong nháy mắt, ba trận pháp giải phong chính là bản thân sẽ bị diệt vong. Hai lão nghe xong lại là kiến thức mới. Đúng là già từng này tuổi rồi mà vẫn có nhiều thứ phải học quá. Trương đại sư ra vẻ nịnh bợ, Vân Tiêu đại sư, thanh kiếm này có thể để cho bọn ta nghiên cứu vài ngày được không? Cho ba tên rác rưởi các ngươi nghiên cứu, thế thì ta dùng cái gì? Lẽ nào dùng thanh xuân thủy kiếm rác rưởi này của ngươi ư? Hai ông xí hổ muốn độn thổ luôn. Vân đại sư nói rất đúng. Trương đại sư cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng thì ôi con sông quê. Cổ Giao thì đắc ý không thôi, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị Vân thiếu chửi là rác rưởi. Mà rác rưởi cũng chính là một loại thân phận, một loại hạnh phúc. Đúng là chết cười với lão Cổ Giao này mà. Vân Tiêu review thanh kiếm này chủ yếu là dùng để tu luyện, như vậy mỗi ngày ta có thể chịu đựng được gấp 10 lần hoặc 100 lần trọng lực. Khi tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, cái gọi là trọng kiếm không sắc bén, thế thì ta sẽ lấy tên thanh kiếm này là Hắc Nự. Ba lão nghe xong mà tí phụt hết cả máu. Đúng là đặt tên liên quan tới thanh kiếm quá mà. Đúng là cái gì của mình thì mình thích thì mình đặt thôi. Để xem đan dược đã. Vân Tiêu mở lò luyện đan ra thì mùi thơm ngào ngạt khiến người ta có tinh thần sảng khoái. Ô mai chuối đan dược thuần phẩm. Cổ Giao lại đắc ý, thấy chưa, đây là đan dược mà chủ nhân ta luyện chế ra. Thân phận người hầu như mình đúng là hạnh phúc thật. Được rồi, đa tạ các ngươi cho ta mượn phòng luyện chế để sử dụng. Thù lao là ta đã giải đáp thắc mắc của các ngươi trong nửa canh giờ. Ngoại trừ thuật luyện võ đạo ra, về âm lịch, trận pháp vân vân và mây, hay đến cả cách thả thính mấy em gái mưa ta cũng có thể giải thích cho các ngươi. Hai lão nghe xong thì vui mừng như những đứa trẻ con vậy. Trương Thanh Phàm và Hứa Hàn mặc dù nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là ở Thiên Thủy Quốc mà thôi. Còn kiếp trước của Lý Vân Tiêu là luyện thuật cửu giai cấp đế, nổi tiếng khắp thiên hạ. Các luyện thuật sư cấp cao muốn bái sư và được hắn chỉ bảo không phải là con số ít. Chỉ điểm cho hai người này cũng giống như trẻ con học luyện chữ mà thôi. Hai người cúi gập đầu cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc. Thôi anh về đây, nào rảnh anh đến chỉ bài tiếp. Khiến hai lão trong lòng hoang mang. Không biết Vân Thiếu là ai sao có thể lợi hại đến như vậy được. Mộng Vũ vừa bước vào nhà đã thấy Lý Vân Tiêu đợi sẵn. Ủa sao ngươi lại ở đây, ngươi bị sao vậy? Vân Ca quay lại hỏi Mộng Bạch đâu? Nhìn ánh mắt này Mộng Vũ hơi rén. Cơ thể của đệ ấy vừa khỏe lại thì đã đi đào quặng vào đại thúc hàng xóm rồi. Mộng Bạch hớt hải đi về. Ủa sư phụ tới rồi sao? Sư phụ, tỉ mọi người nhìn chiến lợi phẩm ta thu được nè. Hôm nay đệ đào được rất nhiều quặng thô đó nha. Bất ngờ Vân Ca cho cậu em một cái tát trời giáng, khiến cậu ta ngã lăn xuống đất. Vân Ca tức giận quát lớn, quỳ xuống cho ta. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.